Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tiếp tục thì chúng ta sẽ xử lý cho phần sửa sản phẩm các bạn nhé. Thì mình sẽ sửa lại cái phần code cho phần service để chúng ta hiển thị nhiều sản phẩm lên. Thì cái current page là 1, per page đây của chúng ta sẽ là 10. Đó, được chưa? Và chúng ta sẽ sửa lại ở phần service này là 10 như thế này. Tối đa 10 sản phẩm thì chúng ta mới bắt đầu. Từ 10 sản phẩm trở lên thì chúng ta mới bắt đầu có phân tra. Mình sẽ đăng nhập lại. Rồi, ok. Chúng ta sẽ quay trở vào phần quản lý sản phẩm. Thì đây là danh sách sản phẩm của chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn là khi click vào đây thì chúng ta sẽ chuyển nó sang trang product. Thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ quay trở lại phần danh sách này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái file. Chúng ta sẽ tạo ra một file edit và tạo ra một cái method là edit như thế này. Mỗi lần edit chúng ta sẽ truyền được ID vào các bạn nhé. Và edit ở đây chúng ta sẽ xử lý nó ở đâu? Thì chúng ta đã có một cái phương thức edit ở đây rồi. Mỗi lần sửa thì chúng ta sẽ truyền đi cái nội dung, đó là ID của sản phẩm, được chưa? Thì đây chúng ta sẽ sử dụng put thôi. Put này chúng ta sẽ dùng cái router là edit, product edit các bạn nhé. Đó. Name thì là product edit. Còn param thì chúng ta sẽ truyền đi thông tin gì? Param, nó sẽ có một cái tham số là param ở đây, được chưa? Param này chúng ta sẽ có ID, sẽ bằng ID như thế này. Đó, thì sau này trong param này các bạn có thể truyền đi nhiều cái tham số hơn, được chưa? Chúng ta sẽ chạy nó lên này, chạy lên cái này đây. Ok, load lại này. Đó, mỗi lần chúng ta click vào này, chúng ta sẽ vào cái form cập nhật như thế này. Ở form cập nhật thì chúng ta sẽ phải load lên được thông tin của product, được chưa các bạn? Thì thông tin của product chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải request lên server để chúng ta lấy ra được cái thông tin đấy. Thì gọi lên server chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức show như thế này để chúng ta lấy ra được cái thông tin mà chúng ta cần. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ là show, lấy ra chi tiết sản phẩm đấy. Và ở phần show này chúng ta sẽ có là ID như thế này, được chưa các bạn? Đó, ok chưa? Và chúng ta sẽ gọi đến product. Ở đây mình sẽ sử dụng dấu nháy này để chúng ta có thể nụi suy được cái biến ID này vào. Đó, được chưa các bạn? Rồi, mình sẽ truyền lên như thế này. Chúng ta sẽ không cần param ở đây nữa. Ok chưa? Đối với hàm sâu này, mình sẽ để lại scene như thế này. Đó, mình sẽ để lại scene để chúng ta có thể sử dụng đồng bộ ở đây. Ok chưa? Khi chúng ta request lên. Vậy trong đây chúng ta sẽ lấy ra được cái thông tin gì? Thì trong form này chúng ta sẽ import phần show này vào với một cái add gọi là product detail. Được chưa? Ok chưa các bạn? Chúng ta đăng nhập. Nó sẽ nằm ở dưới phần API product này. Đó, được chưa? Và ở trong đây chúng ta sẽ viết ra một cái phương thức, ví dụ như là show. Không cần cũng được, mà thôi chúng ta sẽ viết ở đây, được chưa? Và thằng show này sẽ được gọi khi mà created, có nghĩa là this.show như thế này. Show này chúng ta sẽ lấy ở đâu? Thì show này chúng ta sẽ lấy ra trong cái method này và chúng ta sẽ định nghĩa cái ID cho nó. Đây chúng ta sẽ có ID. ID này chúng ta sẽ lấy được thông qua router các bạn nhé. Thông qua router thì chúng ta sẽ lấy ra được ID như thế này. Đây, ở đây mình sẽ lấy ra được cái ID. Thì để hiểu hơn thì mình sẽ cho các bạn xem như thế này. Mỗi lần chúng ta show product thì chúng ta sẽ console log this.router như thế này. Đây, .param.id là các bạn sẽ lấy ra được thôi. Nhưng mà mình sẽ chạy lên để các bạn có thể xem đã. Đây, ok.
các bạn thấy là mỗi lần mình sẽ lấy ra được cái router như thế này, chấm param.id ở đây đó, là chúng ta sẽ lấy ra được này, chấm id được chưa. Thì ở đây chúng ta sẽ mở cái hàm show này lên, chuyển nó vào như thế này đó. Chúng ta sẽ kiểm tra là nếu mà có cái này thì chúng ta mới gọi đến show được chưa. Có nghĩa là khi mà chúng ta dùng edit thôi thì chúng ta mới gọi đến show được chưa. Mình chạy ra đây đây, ok chưa các bạn. Và trong show này chúng ta sẽ làm gì? Trong show này chúng ta sẽ thực hiện là gọi đến product detail truyền id vào chấm gen rest trở đến như thế này được chưa. Chúng ta sẽ console log cái gì lên, rest lên đây. Đó, nó đang báo lỗi. Chúng ta xem là lỗi của chúng ta là gì. Rest product detail. Đây sẽ là product request show. Đây, nó đang chưa được các bạn ạ. Tại sao lại như vậy? Thì chúng ta cùng kiểm tra xem là nó đang bị gì. Product detail này. Show as product detail. Đúng rồi này. Được chưa? Chúng ta sẽ gọi lên đây. Nó đang báo à rồi. Chúng ta chạy lên. Nó đang báo một cái lỗi undefined. Và undefined này là gì? Thì chúng ta cùng thử chạy lên nhé. Đây, cái thứ nhất là các bạn không nhìn. À có, danh sách category vẫn có này. Đây chúng ta đang chưa lấy được cái này các bạn ạ. Chúng ta chưa lấy được cái red này. Thì tại sao vậy? Thì ở đây chúng ta sẽ phải xem kỹ lại xem là vì sao chúng ta đang chưa lấy được cái red. Chúng ta chuyển ID vào xem nào. Console log chấm ID xem chúng ta lấy được ID chưa nhá. Chưa lấy được ID luôn. Đây chúng ta thử nào. À rồi, sorry các bạn, chúng ta chưa chuyển. Đây, chạy nó lên. Đó, lúc này các bạn lấy ra được thông tin của sản phẩm này, data này, category các thứ này, được chưa? Chúng ta sẽ chạy nó lên. Khi mà chúng ta lấy ra được thông tin sản phẩm ở phần sâu này, chúng ta sẽ gán nó vào product như thế này. Zip.product bằng red.data như thế này. Được chưa? Bỏ console log đi. Chúng ta chạy lên này. Đó. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là chúng ta lấy ra được thông tin sản phẩm. Thì ở đây nó đang chưa nhận được cái ID tương ứng này. Thì chúng ta xem là category này chúng ta đang xử lý như thế nào. Phần category này thì chúng ta đang xử lý như thế này. Đó. Thì có nghĩa là với cái product ID ở đây, chúng ta sẽ phải nhận được những cái thông tin tương ứng với cái phần chọn ở đây. Thì chúng ta sẽ xử lý nó sau nhé. Các bạn nhìn qua ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta đang chưa có thông tin gì, thiếu mất thông tin content. Được chưa? Chúng ta xem là content đã thực sự có hay chưa nhé. Chạy product 2 lên. Chúng ta đã lấy ra được content chưa? Đây, content của chúng ta bằng null các bạn ạ. Ok, quay trở lại cái sản phẩm đầu tiên đi. Chắc chắn sản phẩm đầu tiên là sẽ phải có content mới đúng. Đó, nhưng content của chúng ta đang bằng none. Vậy chứng tỏ là lúc chúng ta save đang chưa save được content. Ok chưa? Phần update này chúng ta sẽ xử lý nó luôn. Được chưa các bạn? Vậy thì đối với phần content này chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta sẽ check lại xem phần content nhé. Xem là à khi chúng ta đã chạy cái này lên thì content đã có hay chưa. Đây chúng ta thử này. Bằng cách chúng ta debug như thế này thôi. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái view ở đây.
Đó, sử dụng view cho cái form này. Được chưa? Khi chúng ta nhập content này, các bạn xem là product này đã có content chưa? Chưa nhận content các bạn ạ. Đó, thì đây là vấn đề. Thì vấn đề này chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ phải xem là với cái editor này nó sẽ nhận được cái content của chúng ta khi nào. Nếu mà chúng ta nhập dữ liệu vào thì nó sẽ nhận được khi nào, thì chúng ta sẽ cùng xem là cái phần chúng ta đang xử lý đấy nó nằm ở đâu các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ quay trở lại phần code editor của chúng ta. Ở đây phần editor content đâu nhỉ, EQ đây, được chưa? Thì đối với cái content thì chúng ta sẽ thêm một cái phương thức nữa để chúng ta bắt được cái sự kiện khi người dùng nhập liệu, được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái gọi là, thứ nhất là chúng ta chưa có vModel. vModel của chúng ta sẽ là product.content, được chưa? Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ có một cái để chúng ta lắng nghe cái sự thay đổi. Nhưng mà từ từ, chúng ta sẽ đưa vModel vào trước xem nó nhận hay không đã. Bây giờ chúng ta sẽ thử này. Đây, chúng ta sẽ thử xem content nó thay đổi hay không. Đó, lúc này content các bạn nhìn thấy nó nhận rồi này. Ok chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ sửa lại nó cho phần update. Khi chúng ta update thì chúng ta dùng chung form nên là sửa được cho phần update thì phần grid nó cũng sẽ thay đổi theo. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ viết API update cho nó nhé các bạn. Đó, phần show thì chúng ta, sau khi show được thì chúng ta đã load được hết tất cả những cái thông tin sản phẩm lên như thế này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phần update. Thì phần update này chúng ta sẽ có một cái API gọi là update như thế này. Cái update này chúng ta sẽ truyền vào thông tin gì? Thì chúng ta sẽ truyền vào một cái gọi là param data đấy, data mà chúng ta update. Đây, như thế này. Và đây chúng ta sẽ để là data. Và chúng ta sẽ truyền lên một cái ID như thế này, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có là data. Phương thức ở đây sẽ là put các bạn nhé. Update thì phương thức sẽ là put. Được chưa? Thì đối với update này chúng ta sẽ có cái URL, cái đường dẫn URI của nó sẽ là như thế này. ID. Được chưa? Được chưa? Bây giờ chúng ta chạy nó lên. Thì mỗi khi người dùng nhấn update thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ phải kiểm tra ở đây xem là trường hợp nào thì gọi vào save. Đó. Và nếu gọi vào save mà chúng ta là update thì sẽ không phải store nữa, nên chúng ta sẽ kiểm tra nó như thế này. Nếu nếu mà this.product.id thì có nghĩa là nó sẽ rơi vào cây update, được chưa? Chúng ta sẽ return ở trên này và xử lý phần update. Thì chúng ta sẽ gọi đến API update thông qua cái này. Thì chúng ta sẽ là update add update product. Được chưa các bạn? Ok chưa? Chúng ta sẽ update product như thế này. Được chưa? Và ở trong phần save này chúng ta sẽ định nghĩa là update product this.product. Đó, gen. Gen cái gì? Gen response như thế này. Đó. Ok chưa? Chúng ta gen response và chúng ta kiểm tra, nếu mà bằng 200 thì chúng ta đẩy nó về. Đẩy nó về thằng này. Đó, được chưa? Thì các bạn nhìn thấy nó sẽ hơi trùng lặp code ở đây này. Đây, cái đoạn này này. Thì chúng ta nên xử lý phần này là chung, ví dụ đưa toàn bộ cái phần này ra một cái phương thức, ví dụ như mình sẽ để là redirect. Đó, redirect thì chúng ta sẽ redirect cái này. Đây. Chung nó ở đây. Được chưa? Cứ 200 thì chúng ta gọi đến this.redirect như thế này.
Được chưa các bạn? Đây chúng ta chạy lên như thế này. Đây. Ok chưa? Bây giờ chúng ta cùng thử nhé, xem chúng ta update được sản phẩm hay không. Đó, các bạn thấy là code xử lý của chúng ta thì nó khá là ngắn gọn. Nó sẽ clear ở từng cái method luôn. Đây, ví dụ chúng ta sẽ thêm một cái param nữa gọi là test update. Đó, các bạn nhìn thấy này, khi chúng ta cập nhật thì slug nó sẽ không bị cập nhật theo. Đó, bởi vì slug mà bị cập nhật theo ấy, thì nó sẽ rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở chỗ là lúc này đường dẫn sản phẩm của chúng ta sẽ bị lỗi. Được chưa? Nó sẽ không tìm thấy, mà khi mà Google nó đã đánh index cho cái link đấy rồi mà các bạn sửa thì nó thiệt hại rất là lớn. Ok chưa? Lúc này chúng ta nhấn lưu lại. Nó báo là slug này đã tồn tại. Vậy thì cái phần xử lý validate của chúng ta đang chưa tốt ở trên server, đúng không? Ok, chúng ta sẽ xem là nó đang gọi đến update hay là create. Nếu mà là update thì chúng ta đang xử lý chưa tốt. Đây, nó đang gọi đến update nhưng cái ID của nó truyền lên là chưa đúng. VProduct API 1 này. Đây, data ID. Vậy thì ở đây chúng ta đã truyền ID hay chưa? Update.product.id. Đó, nó sẽ phải như thế này. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta chạy lên này. Ví dụ iPhone 12 test update. Rồi, chúng ta save nhé. Ví dụ test chi tiết sản phẩm này. Test chi tiết sản phẩm và nhấn save. Nó báo là vui lòng nhập tên sản phẩm và slug. Wow, bao linh tinh này à. Chúng ta xem vì sao lại như vậy nào. Rồi, mình hiểu rồi. Nó sẽ là như thế này, sorry các bạn. Update này của chúng ta có 2 param. Rồi, đây, chúng ta mới chuyển lên như kia là sai là đúng rồi. Đó, bây giờ chúng ta chạy lên. API chúng ta làm đúng rồi, chỉ là lúc chúng ta dùng chúng ta đang bị sai thôi. Chúng ta sửa lại. Test update. Đó. Tại sao mà nó lại sai được? Ví dụ như là test detail for product, test product content. Đó, ok chưa? Chúng ta xếp lại. Đó, nó sẽ phải được như thế này. Được chưa? Lúc này sản phẩm của chúng ta đã được update. Ví dụ từ còn hàng chúng ta sẽ đổi thành hết hàng. Đó, không phải sản phẩm nổi bật nữa. Thì các bạn thấy là chúng ta đã update được sản phẩm này. Được chưa? Rồi, ok chưa các bạn? Rồi tiếp theo mình sẽ thực hiện một phần nữa, đó là khi nhấn cancel đây thì nó cũng sẽ quay về. Nó cũng sẽ quay về product, thì chúng ta sẽ có một cái hành động cancel đây. Nhưng nó cũng sẽ quay về list các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ git.redirect. Được chưa? Đó. Thì ở đây khi mà người dùng nhấn cancel thì chúng ta sẽ sử dụng sự kiện này và gọi đến cancel thôi. Đây. Đó. Ok chưa? Cancel. Được chưa? Bây giờ chúng ta muốn thực hiện phần xóa sản phẩm. Phần xóa thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện xóa như sau. Các bạn nhìn thấy là ở đây chúng ta đang có một cái danh sách này và chúng ta sẽ thực hiện xóa. Ở đây, thông qua phương thức handle delete này chúng ta sẽ tạo ra cái handle delete này là do chúng ta định nghĩa thôi. Được chưa các bạn? Ở đây chúng ta sẽ lấy ra được cái gì? Chúng ta lấy ra được ID của sản phẩm cần xóa. Ở đây, như thế này. Nó truyền vào ID. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ thực hiện xóa như thế nào? Thì chúng ta sẽ phải viết ra một cái API để chúng ta thực hiện cho phần xóa này. Ok chưa? Thì API này chúng ta sẽ vào phần product. Và chúng ta sẽ viết ra một cái phương thức. Ví dụ cụ thể chúng ta sẽ viết ra một cái phương thức là destroy. Chẳng hạn như vậy. Product controller chúng ta đã có xóa chưa? Đây, chúng ta có destroy này các bạn này. Ok chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Đó. Phương thức này sẽ là delete. Destroy. Được chưa? Đó. Ở trong trang xóa chúng ta sẽ làm gì với phần handle này? Với phần handle chúng ta sẽ phải thực hiện là kiểm tra xem là người dùng confirm trước khi xóa như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái này các bạn nhé.
Element UI này, chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là confirm ở đây. Nó cũng khá đơn giản. Đây. Đây các bạn nhìn này. Đó, nó sẽ như thế này. Thì mình sẽ sử dụng luôn cái này các bạn nhé. Confirm Z no đấy. Đó. Ở đây có lẽ là mình sẽ sử dụng một trong những cái message ở dưới đây các bạn nhé. Message confirm. Rồi, đây nó sẽ như thế này. Thì ở đây mình sẽ làm như sau. Đối với phần handle delete, trước khi chạy thì chúng ta sẽ gọi đến cái gì? Chúng ta sẽ gọi đến cái confirm, được chưa? Với cái nội dung là bạn có thực sự muốn xóa không? Đó, được chưa? Thì confirm này nó sẽ có một cái tiêu đề ví dụ là Suntech, hệ thống Suntech hỏi, được chưa? Và đồng thời ở trong đây chúng ta sẽ có một cái gì? Chúng ta sẽ có một cái confirm button, button text như thế này. Nó sẽ là ok chẳng hạn. Được chưa? Cancel đi. Chúng ta có một cái con cancel button text. Nó sẽ là gì? Nó sẽ là cancel như thế này. Cancel như thế này. Được chưa các bạn? Kiểu của nó thì nó sẽ mang kiểu gọi là warning. Warning như thế này. Đó. Được chưa? Chúng ta sẽ lấy ra kiểu warning gen. Cái gen này thì chúng ta sẽ làm gì với nó? Gen này chúng ta sẽ destroy. Có nghĩa là sau khi mà chúng ta hỏi xong rồi thì chúng ta sẽ thực hiện xóa thôi. Đây chúng ta quay trở lại đây. Nhấn. Đó, nó sẽ hỏi như thế này. Được chưa? Nhấn OK thì nó sẽ rơi vào gen. Và trong gen này chúng ta sẽ import cái API vào để chúng ta thực hiện xóa. Thì đây chúng ta sẽ để là destroy as delete product như thế này. OK chưa? Delete product chúng ta chỉ cần truyền cái gì vào? Chúng ta chỉ cần truyền zip chấm. À sorry, không cần zip, mà là phương thức destroy truyền zip, truyền param cần xóa vào. Cụ thể đây là ID. Được chưa các bạn? Chúng ta chỉ cần xử lý như thế này thôi. OK chưa? Và sau khi mà nếu mà xóa thành công, đây, xóa thành công thì chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta sẽ load lại zip chấm chấm cái gì? Get product, lấy lại danh sách sản phẩm như thế này. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé. Ví dụ chúng ta test delete này. Đó, các bạn nhìn thấy là cái select đối với phần tạo mới thì chúng ta thay đổi thì nó cũng sẽ thay đổi theo, bởi vì lúc này sản phẩm nó chưa có, Google nó chưa index gì cả, nên là các bạn sẽ làm như thế này được. OK chưa? Giả sử như vậy, mình sẽ test như thế này. Đó, có một vài keyword vào. OK chưa? Phần content, giả sử chúng ta lấy một cái content cụ thể đi. Đây, giả sử như vậy, ném nó vào đây. Đó, nó phải được mới đúng. Rồi, chúng ta đã thêm sản phẩm thành công, được chưa các bạn? Chúng ta sửa xem là nó có đúng với thông tin mà chúng ta đang thêm hay không. Thì rõ ràng chúng ta đang đạt có được cái thông tin này. OK chưa các bạn? Sau đấy chúng ta sẽ thực hiện xóa. Thì khi chúng ta xóa nó sẽ hỏi như thế này. Chúng ta thực hiện OK. Lúc này sản phẩm đó đã được xóa, được chưa các bạn? Rồi, OK, vậy là chúng ta đã hoàn thiện cơ bản xong cái phần quản lý sản phẩm. Tuy nhiên đối với phần sản phẩm này chúng ta sẽ còn một phần nữa. Đó là phần xử lý về mặt hình ảnh. Có nghĩa là người dùng sẽ upload ảnh lên và chúng ta sẽ phải lưu được thông tin ảnh đại diện của sản phẩm. Thì chúng ta sẽ xử lý nó ở phần sau. Rồi, OK, mình tạm thời kết thúc ở đây. Các bạn hãy xem lại và thực hiện nó trên máy của mình nhé. Chào các bạn.